Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đều đứng vững cho ta, bộ các người không đứng nghiêm được à? Lớn tuổi như vậy chưa từng đi huấn luyện quân sự à? Chuẩn bị lên, hoan nghênh Đô Đô tiểu thư đến Âu Dương gia. Trưởng môn, Đô Đô chuyện tiếp theo ta không tiện ra tay, cần ngươi tự mình giải quyết. Bởi vì những người nói xấu ngươi phần lớn là phụ nữ và trẻ em ở hậu cung. Nhưng nếu có một số người già mà không tôn trọng, hèn hạ vô sỉ có ý định ra tay cản trở người. Ở đây ta chính là Âu Dương gia chủ, vạn kiếm của lão tử vẫn chưa thấy máu. Lăng gia gia đã lâu không gặp, ông có khỏe hay không? Lúc trước cũng đa tạ ông ở Âu Dương gia đã chăm sóc cho ta. Đô Đô tiểu thư ở bên ngoài chịu khổ, lão Lô cảm thấy có lỗi. Tiểu thư cũng đã cao rồi, nhưng mà tiểu thư có thể ít nhiều cho Âu Dương gia chút thể diện hay không? Vị lão nô này có vẻ là một trong những nguyên nhân mà Đô Đô trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn có thể ngây thơ hồn nhiên. Im đi, Âu Dương gia ta còn không có thấp hèn đến mức phải đi cầu một. Âu Dương gia chủ ăn nói cẩn thận. Độc địa quay chừng ra đi chân lạnh toát đấy. Ngươi cũng đừng hy vọng ta bỏ qua những lời từ miệng của ngươi nói ra. Lần này ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Lúc ấy ta tự hỏi mình không có làm tổn thương gì với bất kỳ ai trong các người. Người cha đó của ta, Âu Dương Tuấn, ở Âu Dương gia cũng có địa vị rất cao. Chỉ vì mẹ ta là dân nghèo mà các người trách móc ta đến tận giờ. Thậm chí, thừa dịp Âu Dương Tuấn không ở nhà, còn định đông lạnh ta đến chết. Bởi vì người vốn không nên xuất hiện ở Âu Dương gia. Dòng chính của Âu Dương gia chúng ta đều là sinh ra cùng với đại gia tộc Thông gia, cha mẹ đều là môn đăng hộ đối, chúng ta đều là thiên kiêu chi tử. Mà ngươi cũng chỉ là một ngày nào đó đột nhiên bị Tuấn thiếu gia ôm về nhà. Nói là mình ở bên ngoài cùng một nữ tử dân nghèo sinh ra, người phụ nữ kia còn bệnh chết. Tuấn thiếu gia chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Âu Dương gia trăm năm qua, nhất định là phải trở thành gia chủ kế tiếp. Nhà đầu giã chủ nhà ngươi lại cứ như vậy trở thành trưởng nữ tương lai của Âu Dương gia. Đáng hận nhất chính là giã chủ nhà ngươi vậy mà chủ nghệ và võ học thiên phú đều là đỉnh cấp, dễ dàng vượt qua tất cả đồng lứa. Ngươi như vậy để cho huyết mạch cao quý của chúng ta phải tự xử như thế nào? Sự cao quý của ta chỉ là trò đùa thôi hay sao? Có thể nói ngươi không khác gì đám dân nghèo. Ồn ào. Cái gì mà dã chủng, cái gì mà dân nghèo? Đâu là vì che giấu những lý do không biết gọi là gì hay sao? Đô Đô, muội có biết vì sao thế gian chỉ có tượng thần Phật mà không có tượng ma quỷ hay không? Bởi vì con người chưa từng thấy thần Phật, con người cần biết mình phải cung phụng ai, tín ngưỡng của mình thật sự tồn tại, mà ma quỷ, mọi người vẫn luôn biết nó tồn tại trong lòng mỗi người. Gia chủ vì cái gọi là huyết thống. Người lớn đa phần là vì lợi ích của gia tộc, trẻ con vì ghen tị và hiếu thắng. Bọn họ chỉ có thể thông qua ức hiếp muội, tiện muội, nhục muội mới có thể nuôi dưỡng ma trong lòng bọn họ. Đô Đô đừng khóc, về sau cũng sẽ không để cho muội chịu ủy khuất nữa. Về phần các người, bóng phong thất nhật. Tiểu Trừng đại thành. Ôi trời, sao có thể như thế? Yên tâm, bọn họ không chết được đâu. Vừa hay để cho bọn họ lẳng lặng tâm, lạnh lùng thờ. Thiên Thiên tỷ. Theo như tỷ vừa mới nói, nhân tính vốn ác,
thế giới này chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Cũng không cần quá mức lo lắng. Kẻ xấu xa nhất thế giới, ta không tin đường đường là Trương Phong Võ Vương chỉ có chút tích góp như vậy. Thật không có, tiền riêng đều bị người lấy hết rồi. Ngươi nhắc tới tiền riêng ta nhớ ra rồi, cởi giày ra cho ta xem. Kẻ ác đang đứng trước mặt của chúng ta bảo vệ chúng ta, các bảo bối xong chưa? Vậy chúng ta quay lại trường. Quấn trưởng môn, trong vương thành ẩu đả uy hiếp người khác. Đạo cao nhất lại còn cướp bóc, phối hợp với chúng ta một chút đi. Từ từ nào, nhất định là sẽ phối hợp mà, quá trình này ta quen, chờ một chút. Thiên thiên cất kỹ, đây là những thứ ta vừa tìm kiếm được. Đưa đây cho ta, đó là tiền ăn cắp. Tiểu tặc quả thực là đáng giận. Đúng rồi Âu Dương gia chủ, 2 ngày trước ở trường học cùng Tư đồ viện trưởng nói chuyện phiếm, hiểu được một chuyện thú vị. Có thể Âu Dương gia các người cũng không cố ý ghi chép. Lúc Âu Dương gia gia chủ đời thứ nhất đến Vương Thành cũng chỉ là một tên ăn mày. Cáo quý chưa bao giờ là huyết mạch. Thiên ngục. Không hổ là ta, thương thế nặng như vậy, mấy ngày nay đã khôi phục 7-8 phần. Mọi người quân thường tiếu đã trở lại rồi đấy. Lâu ngày không gặp, xem ra mọi người đã hồi phục rất tốt. Chúng ta bắt đầu tuần thứ 2 thôi nào.